Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà tốt Nhà đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 6 căn nhà mới nhất mới tinh thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 6 căn nhà này thì có 6 cuốn sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Ở đây thì có 3 căn hoàn thiện có thể dọn đồ về và ở ngay, còn 3 căn đang trong quá trình hoàn thiện thì có thể về ở sau khoảng tầm 1 tháng nữa quý vị nhé. Và với cái dự án này thì sổ đỏ chuẩn chỉnh bàn giao nhà được luôn. Gần với gì ạ? Gần với trục đường quốc lộ 6, giao thông đi lại thuận tiện, gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc quý vị nào đi làm ở Chương Mỹ. Căn nhà này diện tích 2 m², hướng nhà là hướng Đông Nam, thiết kế 4 tầng, ngõ trước nhà ô tô có thể vào tận cửa. Tuy nhiên với căn nhà này thì ngõ nó không phải là ngõ thông thôi. Còn cái thiết kế của ngôi nhà thì tương đối, 4 tầng xây mới, sổ chuẩn chỉnh, hồ sơ điện nước chuẩn chỉnh. Với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà, cửa chính thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ. Đây quý vị nhé. Với cái thiết kế tầng 1 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp, 1 phòng vệ sinh. Với cái phần thiết kế ở đây thì ngoài đang đứng là phần phòng khách của ngôi nhà, tương đối là rộng rãi. Thiết kế ở đây là cái phần không gian phòng khách. Toàn bộ phần phòng khách thì được ốp vách PVC nano dạng đá mọi người nhé. Thực chất của nó, chất liệu của nó là nhựa, nhưng mà nhựa cao cấp cho nên là cái độ bền của nó tương đối. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Phần tầng 1 của ngôi nhà, chủ nhà có thiết kế cho quý vị ở đây là một chiếc quạt trần. Đó, và cái phần hoàn thiện gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá, sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Căn nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Giá chào bán chỉ từ 2.350.000.000 đồng đến 2.550.000.000 đồng một căn, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Vị trí ngôi nhà giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông này, hoặc quý vị đi theo tuyến đường sắt trên cao, đi lên cung đường Lê Văn Lương hoặc là Nguyễn Trãi, Thanh Xuân thì cũng rất là hợp lý, trong vòng phạm vi bán kính 10 km quay đầu. Thì với cái giá đấy và thiết kế tương đối là ổn áp cho một hộ gia đình sử dụng mọi người ạ. Đây là cái phần tầng 1 đó. Ngoài đây là cái phần phòng khách Ngọc Ánh đã giới thiệu cho quý vị, còn đây là cái phần phòng bếp. Với phần không gian phòng bếp hoàn thiện cũng rất là chỉn chu. Với cái phần mặt bếp ốp gạch, ốp bếp này, xung quanh bếp là ốp kính, rồi chậu rửa, vòi rửa, toàn bộ phụ kiện bếp đều là chất liệu inox 304. Căn nhà này thiết kế tương đối chuẩn chỉnh quý vị nhé. Đó, và cái công năng sử dụng thì rất là hợp lý. Ngoài cái phần không gian phòng bếp thì ở đây chủ nhà thiết kế cho mình 1 phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng. Lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Có rất nhiều người ở quê gọi cho Ngọc Ánh rằng tại sao đất ở Hà Nội mà lại rẻ thế. Thực tế luôn, nếu mà nói là rẻ thế thì cũng không phải, nó chỉ là hợp lý thôi. Bởi vì sao? Đất ở quê 500-700 m nó khác, còn ở trên Hà Nội nó chỉ có 30-33 m nó lại khác quý vị nhé. Cho nên tại vì sao bảo rẻ không phải là rẻ, mà bảo đắt thì cũng không phải là đắt. Phù hợp với lại đối tượng sử dụng, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi một người. Mỗi một người có một cái nhu cầu sử dụng khác nhau. Người thì thích tầng 2 phòng, người thì thích tầng 1 phòng, người thì thích 30 m, người thì thích 50 m. Còn Ngọc Ánh quay thì nhà có sao em quay và review cho quý vị như vậy thôi nhá. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Rồi là cái phần ngăn cách giữa phần cầu thang và phần cửa chính ở đây thiết kế cho quý vị một cái gỗ, vách gỗ CNC tương đối là hợp lý. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Sau đây Ngọc Ánh xin mời quý vị lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Chỉ với hơn 2 tỷ mà nhận được một ngôi nhà thiết kế 3 phòng ngủ rất là hợp lý. Tổng diện tích sử dụng của ngôi nhà 120 m, hơn 20 m². Thiết kế hợp lý công năng sử dụng. Rồi là phòng ngủ rộng rãi, tất cả các phòng đều có đầy đủ ánh sáng ngập tràn tự nhiên vào trong không gian phòng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Các phòng thì đều được chủ nhà thiết kế đây là sàn gỗ mọi người nhé. Hệ thống trần thạch cao, sàn gỗ, cửa thông phòng rất là thoáng. Căn nhà này hướng nhà là hướng Đông Nam. Quý vị nào đang cần tìm nhà hướng Đông Nam, mặt ngõ nhà nước thì liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh nhé. Đây, phòng rất là rộng luôn mọi người ạ. Cầu thang để ở cuối, phòng vệ sinh để ở phía bên ngoài. Đây, rộng thanh thang. Đây là phòng vệ sinh sử dụng cho phòng ngủ tầng 2. Đầy đủ sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu, quạt hút mùi, lavabo bàn đá, Nước sử dụng ở đây là nước sạch sông Đà, điện lực, EVN Hà Nội, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn quý vị nhé. Cửa thông phòng của các phòng ngủ thiết kế gỗ, còn cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây, cửa thông phòng đây, quý vị có thể nhìn. Đấy, nói chung Ngọc Ánh quay review cho quý vị đường, hướng, giá, vị trí để quý vị có thể nắm bắt được vị trí này nó nằm ở đâu, phân khúc tầm tiền này nó có phù hợp với nhu cầu tài chính của hộ gia đình mình hay không. Thì mọi người nếu mà muốn được đi xem nhà hoặc là được tư vấn trực tiếp thì không ngại gì mà bốc máy lên gọi điện ngay cho Nhà Tốt Ngọc Ánh nhé, để em có thể tư vấn hỗ trợ quý vị chọn lựa được những căn nhà ưng ý. Và sau đây mời người theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Phòng ngủ rất là rộng, rất là vuông vắn mọi người ạ. Đó, để quý vị dễ dàng kê toàn bộ nội thất ở phía bên trong. Này, rất là thoáng, ánh sáng tự nhiên, cửa sổ thiết kế 2 lớp, đảm bảo tính an toàn cũng như thẩm mỹ của ngôi nhà. Với cái căn nhà này, vị trí xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, sổ đỏ chuẩn chỉnh, pháp lý chuẩn chỉnh, hỗ trợ vay vốn 80% giá trị của ngôi nhà. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm về cái tính pháp lý. Cho nên mọi người bảo rằng chỉ hơn 2 tỷ một căn ở Hà Nội nó có điêu không? Không nha mọi người. Làm gì có từ điêu ở đây, nó là thật mà. Đó. Phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 3 đây. Bởi vì sao ạ? Em không phải là cứ chụp ảnh lên sau đó thì chào mọi người là cái căn nhà này nó như thế này, như thế này. Căn nhà có như thế nào thì em quay review cho quý vị như thế. Vuông thì bảo là vuông, thóp hậu thì bảo là thóp hậu. Có như thế nào thì chia sẻ với mọi người để mọi người cảm thấy phù hợp thì mọi người liên hệ thôi. Không câu like, không câu view, rất là mất thời gian của đôi bên. Còn lại tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ra sao thì mọi người đừng rời mắt khỏi video. Kính thưa quý vị, với phần tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho chúng ta một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang của 4 tầng. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 4 xuống tầng 1 thiết kế là gỗ. Rồi là trên phía tầng 4 thiết kế cho quý vị ở đây, Ngọc Ánh đang đứng là khu vực để máy giặt nha mọi người. Để máy giặt riêng trên tầng 4 thiết kế tiếp theo cho quý vị một cái phòng riêng cũng tương đối là rộng. Quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc, phòng ngủ thì tùy công năng của mỗi một hộ gia đình. Phần còn lại đây là phần sân phơi. Đây, sân phơi của ngôi nhà. Nói chung là thiết kế tối ưu công năng, còn để nói hoàn hảo theo ý mình thì không có đâu mọi người ạ. 9 người 10 ý, mỗi một người một cá tính, mỗi một người một ý kiến. Cho nên để mà nói nếu như để hoàn hảo theo ý của mỗi người thì không có. Chủ nhà cố gắng làm sao thiết kế cho quý vị cái công năng sử dụng hợp lý cho một hộ gia đình. Hợp lý như thế nào thì Ngọc Ánh đã chia sẻ cho quý vị rồi. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 quý vị có thể bớt một chút thời gian ra để xem review hết. Từ tầng 1 đường, hướng, giá, vị trí ra sao. Và mọi người muốn tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn thì liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại hiển thị trên màn hình 0983 013403 hoặc 0888 041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.